Các con thân mến, hôm qua chúng ta đã nói tới câu mượn đồ người trả đúng hẹn, sau có cần mượn không khó. Đây là cái câu cuối cùng của chương cần, chương số 3 mà chúng ta đã học. Chương mà dạy chúng ta phải cẩn thận trong lời nói, hành động, việc làm. Kể từ sau chương hiếu thì chương kính này, cần này, tín này, yêu bình đẳng này, thân nhân này, có thừa sức thì học văn. Tuy rằng cái danh từ khác nhau nhưng mà đều là cái tâm hiếu được mở rộng, được trải rộng ra và được biểu hiện ra lời nói hành động. Thì cái chương cần cũng vậy. Rồi tiếp theo chương cần thì cái câu hôm qua chúng ta học mượn đồ người trả đúng hẹn, sau có cần mượn không khó, nó là sự chuyển tiếp rất là nhẹ nhàng. Chúng ta học tập cái sự cẩn thận trong lời nói, cẩn thận trong việc làm của mình, cẩn thận đối với việc giữ gìn cái chữ tín của mình. Bởi vì cái chữ tín khó giữ, dễ mất. Xây dựng được cái chữ tín, xây dựng được cái lòng tin trong lòng người khác là một việc khó khăn, nhưng mà đánh mất nó thì lại rất dễ. Cũng giống như chúng ta học làm người tốt, giống như là đi leo dốc. Còn để mà làm người xấu thì giống như chúng ta trượt dốc không phanh, rất là dễ. Chỉ cần chúng ta lơ là một chút thôi là chúng ta ô nhiễm những cái xấu. Học làm người xấu rất là dễ. Cho nên là người xưa rất là cẩn thận, dạy chúng ta phải giữ gìn sự cẩn thận đối với cái chữ tín của mình. Cái việc mà chúng ta mượn đồ của người khác thì không thể tránh khỏi, có những lúc này lúc khác. Không chỉ là chúng ta có đồ chúng ta không mượn, ngay cả khi chúng ta có đồ rồi và có những lúc chúng ta cũng phải cần mượn của người khác. Bởi vì chúng ta sống trong cái thế giới cộng sinh, có lúc này lúc khác, có ai nắm tay từ sáng cho tới tối đâu, từ tối cho tới sáng đâu. Cũng có lúc chúng ta cũng phải nhỡ nhà, cũng phải mượn người khác. Mượn không sao, nhưng chúng ta phải nhớ trả, trả cho đúng hẹn. Chúng ta trả đúng hẹn thì lần sau mượn người ta còn vui vẻ, người ta cho mượn. Nếu mà già không đúng hẹn thì lần sau mượn rất khó, sau có cần mượn rất khó, mất đi chữ tín. Cho nên hôm qua thầy nói là nếu như chúng ta đến hẹn mà chúng ta không thể giả thì chúng ta cũng phải có lời nói đối với cái người mà chúng ta mượn. Đáng nhẽ là hôm nay già rồi nhưng mà hôm nay thật sự là chưa thể giả được, vì lý do nào đó thì hẹn hôm khác, hẹn cái hôm nào đó thì đến hôm đó lại phải giả. Trường hợp mà chúng ta đến hôm đó mà chúng ta không giả được, chúng ta lại thất hứa, thì chúng ta phải chân thành xin lỗi, sám hối họ. Thì hy vọng rằng là cái chữ tín của chúng ta còn giữ lại được, đương nhiên là nó cũng giảm sút rồi. Cho nên chỗ này là nhắc nhở chúng ta phải hết sức cẩn thận, không nên tùy tiện, không nên lơ là. Chúng ta đánh mất cái chữ tín thì một lần mất tin, vạn lần mất tín, người ta không tin mình nữa. Chúng ta đã hứa hẹn với ai điều gì thì chúng ta phải thực hiện, cũng không thể tùy tiện hứa lúc nào, không tùy tiện mượn, cũng không tùy tiện hứa. Hứa rồi đến lúc chúng ta không thực hiện được thì chúng ta lại thất hứa. Lời hứa cũng giống như là một cái sự mượn đồ. Chúng ta hứa với họ mà chúng ta không làm, cho nên đã hứa thì phải làm, mà đã hứa thì phải hứa những cái gì đó nó phải làm việc tốt. Nhưng mà hứa việc xấu rồi đến lúc mà biết nó là việc việc xấu chúng ta lại không làm nữa thì tiến thoái lưỡng nan, lại cũng là thất hứa. Cho nên là cái chỗ này chúng ta học tập cũng còn phải hết sức chú ý, mượn đồ người trả đúng hẹn, sau có cần mượn không khó. Có phải phải giữ chữ tín.
Khổng Tử nói là một người mà không giữ chữ tín thì không biết họ có thể làm việc gì. Cho nên cái chữ tín là cái điều mà chúng ta phải học tập và xây dựng trong cả suốt cuộc đời. Chúng ta làm tốt 100, 1.000 việc, người ta thấy đó là việc bình thường. Nhưng chúng ta chỉ cần một lần sơ sẩy thất tín, hỏng việc thôi là người ta cứ để ý vào cái chỗ thất tín hỏng việc, mất niềm tin. Cho nên là phải hết sức cẩn thận. Hôm nay chúng ta nhẹ nhàng bước sang chương tín. Thì trước khi bước sang chương tín thì cũng giống như những chương khác, chúng ta nói về chữ tín. Tín đi chính là niềm tin, chính là niềm tin, xây dựng niềm tin trong lòng người khác. Thật ra mà nói thì một người con hiếu thảo đối với cha mẹ, hiếu thảo, chúng ta nói hiếu thảo thì nó đã bao gồm cả chữ tín ở bên trong rồi. Nó gồm cả chữ tín ở bên trong. Nhưng mà học cái chữ tín này thì nó mở rộng ra để cho các con hiểu là mình thực hiện những cái gì. Chứ nếu như mà chúng ta mà đã yêu thương cha mẹ, biết quan tâm chăm sóc cha mẹ thì đương nhiên cái chữ tín nó nằm ở trong đó. Không thể nào mà chúng ta hiếu thảo mà chúng ta lại không nghe lời, chúng ta lại thất tín với cha mẹ. Cho nên là trong cái chữ tín này nó có hiếu, đúng không nào? Rồi nó lại có cả kính, kính trọng. Kính trọng đối với cha mẹ, kính trọng đối với mọi người. Cho nên chúng ta nói ra là chúng ta phải làm. Rồi nó lại có cả chữ cẩn thận, đúng không nào? Nó có cả cẩn thận ở trong này. Như lúc nãy chúng ta nói, mượn đồ người trả đúng hẹn, sau có cần mượn không khó. Đó chính là cẩn thận. Cho nên cái chữ tín này nó là bao gồm có hiếu này, có kính này, có đầy đủ những đức tính tốt đẹp của chúng ta trong này. Ở đây cụ thể thì chúng ta sẽ lần lượt học tập từng câu kinh văn một. Nhưng mà thông thường ấy, nói đến chữ tín thì người ta nghĩ ngay đến lời nói. Bởi vì ngay bản thân cái chữ tín này nó cũng đã có bộ ngôn đứng bên cạnh. Ngôn là ngôn ngữ, nó là lời nói. Chữ tín nó bao gồm chữ cổ, Hán cổ trước đây chúng ta, các cụ chúng ta học này, nó có bộ nhân, nhân là người, và bộ ngôn. Hai bộ này ghép vào với nhau thì gọi là tín. Tức là lời nói của con người thì nói ra là phải có niềm tin, có chữ tín. Cho nên sau này chúng ta học là phàm nói ra tín chữ tiên, lời dối trá sao nói được. Nói rất nhiều đến lời nói. Riêng cái chương tín này là đề cập tới rất nhiều tới lời nói. Để sau này chúng ta học thì chúng ta sẽ thấy là nhiều khi chúng ta không nói, nhưng việc làm của chúng ta cũng tạo cho người khác cái niềm tin. Cái công việc của chúng ta làm ra thì người ta tin được. Cái phong thái, cái phong cách của chúng ta cũng tạo cho người khác sự tin tưởng. Sự ăn mặc của chúng ta cũng tạo cho người khác sự tin tưởng. Cho nên cái niềm tin này là cái điều mà chúng ta phải học tập. Nó rất là quan trọng. Trước đây thầy nghe thầy Phan Trung Phương kể một câu chuyện chữ tín của người Nhật, cái công ty của người Nhật. Người ta đã đặt hàng với người Mỹ. Thế rồi vì một lý do nào đó mà vì động đất thì gì đó mà họ rất có thể không kịp tiến độ để chuyển hàng cho người Mỹ. Một đơn hàng rất là lớn. Nhưng mà người Mỹ thì chắc chắn là người Nhật lúc này, cái công ty của người Nhật lúc này là sẽ không đáp ứng được. Bởi vì là động đất hay là sóng thần gì đó quá nặng nề. Họ tin rằng là công ty này sẽ không kịp tiến độ. Nhưng mà người Nhật vì giữ chữ tín của mình, đẩy nhanh tiến độ đẩy hết mức có thể. Đáng nhẽ là chuyển hàng qua đường biển thì nó sẽ đỡ rất nhiều cho kinh phí, sẽ có lợi nhuận lớn hơn, không lỗ. Thì người Nhật lúc này quyết định đẩy mạnh, đẩy thật cao cái tiến độ lên để làm cho kịp, và không chuyển đường biển. Bởi vì được chuyển đường biển là phải mất cả tháng trời. Quyết định là chuyển đường hàng không, chuyển máy bay. Thì cuối cùng là hàng vẫn đến được tay của công ty của Mỹ.
và hàng hóa rất tốt và rất đảm bảo chất lượng cũng như là tiến độ, nhưng mà lại không có lãi, bởi vì chuyển đường hàng không thì lại tốn tiền, tốn rất nhiều tiền. Nhưng mà sau khi mà giữ được cái chữ tín này thì cái uy tín của công ty của Nhật Bản được nâng lên cao, tuy rằng là lỗ nhưng mà sau đó thì đạt được rất nhiều đơn hàng đặt vì làm việc với họ, họ rất có chữ tín. Cho nên cái chữ tín này về thế giới hiện đại thì chúng ta thấy là người ta biết giữ gìn chữ tín. Còn đối với người xưa thì chữ tín nó quý như sinh mạng, quý như sinh mạng, nó quý còn hơn cả sinh mạng, thả chết chứ không để thất tín. Cho nên cái chữ tín này quan trọng lắm, rất là quan trọng. Hôm nay chúng ta bắt đầu chương tín này để có vài lời chia sẻ các con. Cha mẹ tin tưởng các con, các con học phép tắc người con, cha mẹ rất là tin tưởng, các con đã ngoan hơn rất nhiều bạn nhỏ khác rồi. Vậy thì chúng ta phải giữ cái chữ tín này đối với cha mẹ. Cha mẹ luôn luôn tin tưởng các con là những người hiểu chuyện, tuy rằng còn nhỏ nhưng mà hiểu chuyện, ngoan ngoãn hơn nhiều bạn khác. Thì chúng ta đừng để cha mẹ chúng ta phải thất vọng, đừng có để cho cha mẹ là hôm nay tại sao mà con lại làm việc như thế, tại sao con lại làm thế này, tại sao con làm thế kia. Cha mẹ mất niềm tin ở chúng ta, hay là thầy cô mất đi niềm tin ở các con, thì chúng ta cũng phải cẩn thận. Bởi vì chữ tín rất là khó xây dựng, xây dựng trong thời gian rất lâu, nhưng chúng ta lơ là khinh suất là chúng ta thất tín. Nên hôm nay chúng ta học bắt đầu sang chương tín thì thầy có mấy lời chia sẻ với các con như vậy. Chúc các con có một ngày thực hành phép tắc người con thật tốt nha. Xin cảm ơn các thầy cô, cảm ơn các bậc phụ huynh của con đã lên lớp học tập, những người chúng ta trong lớp ạ.